Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ok, ngày hôm nay thì mình xin tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một tựa game mới của Phoenix. Ok, và tựa game ngày hôm nay được mang tên là Human vs Robot. Chen Sled ra Việt Nam ít là người và robot. Ok, rồi thì game này nó cũng nội dung nó cũng khá là đơn giản. Những game khác thì người và người bắn nhau, người và người và robot. Những game này thì mặc dù nó là game online nhưng mà người lại không thể bắn người mà chỉ thể bắn robot. Nhưng nếu như chỉ bắn robot không thì nó chán, đéo chịu được đúng không? Ok, yes. Thì game này các bạn bắn robot để làm gì? Để lên level. Thì nó đưa ra những mặt hàng. Lúc các bạn vừa vào game, các bạn sẽ là $0 và 0 spoil. Cùng đồng thời, trên tay của các bạn chỉ có một thứ đồ duy nhất, đó chính là cú đấm. Bạn phải dùng cú đấm ấy, bạn lên level 2 để bạn có được một cây dao. Và phải nhờ cây dao ấy bạn lên được level 8 để mua được cây Floating Knife, súng bắn dao. Và nhờ cái súng bắn dao ấy các bạn phải kiếm tiền, đồ kiếm đô la. Để làm gì? Để mua thêm những đồ vật khác như Rocket Launcher. Hay là bây giờ như này. Mày có chơi game người và robot không? Có, mày level mấy rồi? Level là 15. Ô thế mày kém rồi, bố mày level 1000 rồi đấy. Để khoe lại, để khoe mấy thằng trẻ trâu. Ok, đùa thế thôi. Ở dưới phần mô tả đã có hai link tải, link mình lưu trữ và link trên web. Ok. Game icon, game desktop, virtual with game icon. Đây. Đây nha các bạn. Tải với link tải của mình thì nó sẽ tên như này. Humans vs Robots for Vinny 0595. Human và robot đã về nè. Mình sẽ enter vào thư mục của nó nha. Ok, là sao có những mục như sau. Blanks. HVR.exe. VR.exe, tức là HVR.exe là phải chạy của game nha. NVDA.dll. NVDA.dll. Sound.chg. Sound, cái này là không phải sound.gat mà sound chấm định dạng khác rồi. Unzip.exe. Unzip.exe rồi. Lang. Bây giờ mình sẽ chạy file HVR.exe. Lên nha, enter. Humans vs. Robots 0595. Discovered client update, the current version 0.0.9.2, the latest version. Must type HTML public slash slash https slash dtda. Thì các bạn hãy chọn no hoặc yes cũng đều được nha. Tôi sẽ bấm yes. No, yes. Nhưng mà các bạn cũng có thể no nha. Yes. Mình sẽ enter vào yes. Đó, đây là một đoạn demo. Mình sẽ enter để bỏ qua, nhưng mà cho các bạn nghe hết cái demo đi. Tan và là làm và là làm. Đây. Các bạn chờ một tí và nghe demo. CH Games. CH Games. Đó. Chúng ta vô kết thành công. Giao diện của nó như sau. Login. Kết nối. Create new character. Create new account. Options. Option. Speaker test. Speaker test. Thử loa. Check for updates. Check for updates. Exit. Exit. Login. Okay. Create options. Mình sẽ vào option. Options. Change login settings. Check login setting. Disable checking for updates at startup. Disable đang bật kiểm tra cập nhật. Disable logo at startup. Disable checking for updates at startup. Mình sẽ tắt đi. Options. Disable choose language. Switch the language to choose disable logo at startup. Đây các bạn nghe này. Disable logo at startup. Disable logo này. Hiện tại mình đang bật khi vào game nó sẽ có một cái thông báo của logo. Enable check disable logo at startup. Mình sẽ tắt đoạn này nhé. Options. Choose language. Switch the language to default. Enable ability to switch keyboard layout. Enable right control for shooting. Disable alert when other players enable right control for shooting. Disable right control. Đây là bật để chiến đấu hoặc cả chuyên phải. Disable alert when other players log in or log off.
đang bật lệp thông báo của player on và offline. Disable level alerts. Mình nói chơi với các bạn là game này là không gian 4 chiều nhá. Disable confirmation to exit. Đang bật khi mà mình thoát nó sẽ hỏi no hoặc yes. Enable fast loading. Disable language pack update. Enable fast loading. Disable language pack update. Go back. Go back. Change login settings. Enter username. Rồi. Cái change login setting ở đầu này là cái mục để chúng ta nhập lại tài khoản chúng ta đã có. Welcome to humans versus robots. Choose để dễ hướng dẫn thì bây giờ mình sẽ tạo một tài khoản mới. Create new character. Let's create new character. Đó, ở đây. Chúng ta sẽ enter vào đây. Để mình enter username. Đó. Có như vậy khi mình sẽ tạo next video. VRDIO. Mình sẽ enter. Enter the password. Mật khẩu sẽ là video 1, 2, 3, 4, 5. VRDIO. 1, 2, 3, 4, 5. Connecting. Enter. Success. New character created. Đó. Tạo tài khoản đầu tạo mình sẽ enter. Welcome to humans versus robots. Choose an option. Rồi, chúng ta sẽ login. Log connect. Logging in. Player video enter the game. Message of the day. Rồi. Khi các bạn vừa vào á, thì các bạn sẽ được để site zooms. Như phía như sau. E1. Currently one players online. Video level 1. On map kiểm safe tra. Zone. Level. Nó sẽ đọc là. Currently one players online. Video level 1. On map safe zone. À, một người online. Video cấp độ 1. Và đang ở map safe zone. F2. Server is working. 5 hours, 57 minutes kiểm tra and 9 server seconds. Chạy được bao nhiêu thời gian. Server chạy 5 tiếng rồi. F3 kiểm tra tốc độ ping. Ping 230 ms. À, mình đang là 230 ms. Message of the day. Audio or those F4 để kiểm tra message of the day. Ring, complex, no stat points to allocate. F5. F5 này thì các bạn phải có spoil. Player dealer enter the game. Và đúng nó vào rồi. F5 này ấy, nó sẽ làm để các bạn sử dụng spoil của mình để tăng giảm những cái cấp độ như kiểu là phòng thủ này kia. Chúng ta phải có points. Send 3.12 collector. F6 để kiểm tra dung lượng mình đã gửi vào đó nhận. Move mode 2. Move mode 1. F7 để move mode 2. The rest place. Tăng giảm cái tốc độ mouse. Đó này. Đó. Move mode 1. Facing 175 degrees. Facing 90 degrees. Facing 45 degrees. Facing 0 degrees. No stat points to allocate. Send 7.4. Move mode 2. Facing 0 degrees. Facing 55 degrees. À, cái mouse này thì mình sẽ để về mặc định của nó là không nha các bạn. Move mode 2. Move mode 1. Move mode 1. Đây, mouse mode 1 này. Facing 10 degrees. Facing 270 degrees. Facing 315 degrees. Về cái đấy là cái sẽ chúng ta chỉnh hướng. Facing 220. Facing 180 degrees. À. Facing 130. Facing 90 degrees. Các bạn chữ đây là F. Move mode 2. F7. Move mode 1. Choose your language. S8 là để chọn language. Russian, English. Mình sẽ in link. Đó, mọi người sẽ cần phải để link nha. Nian E players. Anyone else available? Notoria. Dealer. F9. Video. F9 là để kiểm tra xem trong game nó có bao nhiêu người. Đây. Video. Bây giờ đây video này. Dealer. Dealer này. Ấn enter vào tên dealer để nhắn enter tin cho dealer. Enter the message. AI. Chúng ta sẽ có 2. Message sent. À, nó kêu là message sent. Đó. Video. F11. Rồi hết những cái phần F nha. Facing 90 degrees. Facing 45 degrees. Facing 0 degrees. Facing 0 degrees. Rồi, chúng ta vào chữ H để kiểm tra số máu. 1000/1000. 1000 trên 1000 đang đầy máu. Chữ L để kiểm tra level. You are level 1. Your experience is 0. For reaching the next level, you need 100 experience. À, mình đang level 1. 1000/1000. Chữ F để kiểm tra con số để quay về hướng. Facing 0 degrees. Facing yellow. Bên này nó sẽ không có north, west này kia nhé. Bên này nó sẽ tính theo thông số. Thì số 0 sẽ là về trước mặt. Facing 0 degrees. Đó. Chữ C để kiểm tra vị trí. 0, 168, 100. No items around you. Chữ B để kiểm tra trong map này có item hay không. Chữ B, chữ V. You are currently in the rest place. Để kiểm tra xem mình đứng ở đâu. Mình đứng ở trên zone là press play. Nothing is being tracked. Ấn chữ N để kiểm tra mình đang định vị bản đồ. Nothing around you. Ấn chữ M để kiểm tra xem có con bot đang ở bên cạnh mình. Ấn chữ Z để kiểm tra đô la. You have $0 and 0 points. Yellow dollar, yellow spoil. Ấn số để chọn vũ khí. Fists. Ấn chữ Y ngắn để mở ba lô. Your inventory is empty. Nó bảo là ba lô không có gì. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái fist này. Fists. Đó, fist. Bây giờ mình sẽ giết robot. Bây giờ các bạn hãy nghe hướng dẫn của mình để được giết robot nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn main mat ở đây. Bây giờ các bạn hãy tới vị trí 0, 155, 0. Ở bên này ấy, thì các bạn vào ba lô, bấm mũi tên lên xuống để tìm món đồ và bấm enter để dùng món đồ đó, bấm khoảng trắng để chuyển đồ cho người khác. À, giả sử bây giờ các bạn đến please đây. 0, 155, 100. Đây là cái cầu thang máy. Chúng ta bấm enter nó sẽ không hoạt động. Để hoạt động cái cầu thang máy này,
mình chỉ bấm Shift cộng Enter. Ok, chúng ta đã xuống được độ cao là 0. Bây giờ mình sẽ tới vị trí 25 tay phải này. Rồi, mình sẽ đi thẳng lên. Đó, mình sẽ tới Cascade này. Rồi, các bạn thấy Cascade không? Các bạn hãy đến 25200 không. Bấm Shift Enter để mở cánh cửa này ra. Rồi, khi các bạn mở cánh cửa ra thì các bạn sẽ được thả ở vị trí là 25202 không. Các bạn hãy đi thẳng về phía trước hết cỡ đến 25250. Đây. 25238 4 25 the path to the desert. Đó, enter để vào sa mạc. Mình sẽ enter, shift enter nha. Shift enter để vào sa mạc, không phải enter nha mà là shift cộng enter. Đó, boss đây. Mình sẽ dùng cơ đấm để đập nó nha. Lưu ý nha, chỉ có con boss ở trong sa mạc là bị yếu thôi, nhưng con boss ở nơi khác nó rất là mạnh. Đó. Chỉ là con chỉ mấy con boss trong này thì nó mới cho mình đấm thôi. Rồi đấm nào. Đó, chết một con này. Rồi đâu. Cái đấm mình nó ngắn quá. You have $11 and 2. Khi các bạn bị con robot nó đập chết thì các bạn sẽ được thả vào safe room. Mình sẽ bấm chữ X để xem nào. You have $41 and 6 points. Ok, mình đã được $41 và 6 điểm. You are level 1, your experience is 60. Vẫn là level 1, mình phải lên level 2 để mua case 9. Nhưng làm sao để mua 9, mình sẽ chỉ cho các bạn này. Play. 0, 161. Các bạn sẽ đến 0, 150, 100, enter. Shift enter. Để cho ta lên store. Đây. Acer Complex, User Complex, I'll eat your new Acer Complex, a huge store. New store, cửa hàng lớn. Làm sao để mua đồ ở đây? Chúng ta sẽ bấm chữ S ở đây. Store, use arrows up and down to move between items in the category. Use left and right arrows to move between categories. Store, bấm mũi tên lên và xuống để tìm món đồ. Mũi tên trái phải để di chuyển giữa các mục và enter để mua. One make it cost $15. One make it. One make it cost. Make it. Chúng ta đang ở vùng tăng máu thì make it này dùng để tăng máu này. Mũi tên phải. Otilda Iso Complex, Eight Iris, Iso Complex, Eight Iris, Iron Cube, Iso Complex, E-ring weapons. Weapon. One knife costs $50, 0 points, available from 2 level. Đây, các bạn nghe này. One knife costs $50, 0 points, available from 2 level. Một dao với $15 và 0 point. Các bạn phải đạt đến 2 level. Ok, ta sẽ mũi tên xuống. One throwing knife costs $500, 0 points, available from 5 level. Throwing knife, súng bắn dao với $500. Đó. Và các bạn phải đạt đến level 5. Chúng ta sẽ bấm mũi tên phải tiếp. Rocket launcher out at the upgrade user complex. Rocket launcher, súng bắn tên lửa. Mũi tên lên. One rocket launcher costs $150,000, 0 points, available from 100 level. Ok. Một rocket launcher với $150,000 và 0 điểm và phải đạt đến 100 level. Mũi tên phải. Ammo. Ammo là đạn. Mũi tên lên. One throwing knife costs $2, 0 points, available from 8 level. Đạn của throwing knife $2 một cái nha. Mũi tên xuống này. One rocket costs $50, 0 point. One rocket là đạn của rocket launcher. One rocket costs $50. Với là $15 một cái. Rocket, Otilda, Iso Complex, medical supply, ammo. Okay. Medical supplies. Nên bây giờ mình vẫn phải đi tiếp tục đi giết boss. Mình sẽ lát nữa mình sẽ dùng nick chính của mình để hướng dẫn một vài map. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong sa mạc quánh boss tiếp. Ở đây có một cái map mà mình nghĩ là sẽ kiếm tiền khá là nhanh và dễ. Lưu ý nha, nhanh và dễ nhá.
Nhưng mà các bạn phải đạt lên level 6, các bạn có thể đi vào đó. Đây. Bây giờ các bạn đi xuống lộ 0. Rồi. Các bạn qua phải hết cỡ cho mình. Ở đây thì các bạn bấm khoảng trắng để nhảy, Shift cộng mũi tên để đi nhanh hơn nhá. 42, 1, 2, 3, 50, 150, 0. Khi mà các bạn tới 50, 150, 0, các bạn ấn Shift Enter. You are not level enough. Minimum level is 6. Đó, level này không phải, phải đạt lên level 6, các bạn thấy đấy. Nên là chúng ta phải lên level 6, chúng ta mới có thể vào ống cống được. Đặt đây mình sẽ dùng nick chính của mình vào đấy. 25, 20. Bây giờ thì currently one player online. Mình sẽ đến sa mạc để tiếp tục giết boss, kill robots. You have 41 lives and 6 points. 25. The path to the desert. Đây mình sẽ vào F5. No stat points to allocate. Fire yet. No stat points to the desert. Mình chưa có đủ. Mình chưa có rush. Mình chưa có rush. The path to the desert. A complex desert. Mày sợ chúng mày à. 936/1. Currently one player's online. You have $59 and 8 points. Mình lên được 59 đô la rồi các bạn. Enter, enter your message AI. Idiota. You have $99 and 14 points. Oh, mình lên được 99 đô la các bạn. You have $101. 101 đô la. You have $109. You are level 2. Your experience. Okay, chúng ta lên là level 2 các bạn. Các bạn chữ L để kiểm tra level này. You are level 2. Nó level 2, mình đã được mua một cây nai rồi. Đây mình sẽ đi mua. Để mình đánh hết bại luôn mấy con robot này đi. You have $111. 543/66/19/2. Khi mà các bạn vào đây giờ các bạn muốn đi ra thì các bạn hãy đến 50/0 enter để ra. Đây. A complex user. Shift enter để ra. Đó. Chúng ta được quay trở lại với Shizu. Bây giờ mình đi xe đi mở cổng này kia để mình vô lại và mình sẽ đi mua một cây nai. 42, 200, 23, 20, 23, 200, 24, 200, 25, 10, 1, 4, 0. Ở đây nó có hai cánh cổng, một cánh cổng là để lên trên. Còn đây cổng là ở 25, 200. Không, vẫn đây cổng là ở 25, 150, 0. À, nó sẽ đi với hai hướng nhau, bây giờ nó sẽ lên store. Rồi, sẽ complex user interface sẽ mua store, user cost $50, zero quantity. À, mình sẽ enter vào nó, nó hỏi mình muốn mua bao nhiêu. One. Mình sẽ bấm số 1 rồi mình enter. You bought one knife. Đó, nó bảo bạn đã mua một knife. Cancel. Mình sẽ bấm chữ y ngắn là Valo này. Your backpack. Use arrows up and down to move between items. Use enter to activate an item dot dot. Đó, nó bảo là move it lên xuống để tìm món đồ. Bấm enter để sử dụng món đồ đó. 19 had one. Step point you have 8. Step 19 had one. No such item in your inventory. 19 had one. 19 had one. You have closed your inventory. A huge store. Knife. Knife. Khi mình enter vào knife rồi, nó sẽ được xếp vào số 2. Knife nằm ở số 2 nha các bạn. Knife. Knife.
khi các bạn mua Rolling Knight thì Rolling Knight cũng nằm ở số 2 luôn. Các bạn ấn số 2 hai lần để chọn giữa Knight và Rolling Knight. Your backpack, use arrows up and down, even close your advantage. Allocating stat points defense, allocated 0. Đây, F5 này. Allocating stat points menu, use arrows up and down to move to the various stats, press enter to assign one point, press shift enter to minus the point, press D to finish allocating. Đó. Ở đây thì mình sẽ tìm đến defense, allocated 0. Defense là độ phòng thủ, shift enter này. Max defense, allocated 0. Đây là trừ xuống, enter để cộng lên. Max defense, allocated 1. Đó, 1 này, cộng lên này. Max defense, allocated 8. Max defense allocated 7. Đó nó mặc định gì cho chúng ta. Allocating finished. À finish. Khi các bạn mà enter chọn xong cái tốc độ đi. No, đây. No stat points to allocate. Thì các bạn giả sử các bạn đã cộng defense lên thành công rồi. Thì các bạn hãy bấm chữ D để đồng ý. 1000/1000. Đó, chúng ta đã có độ phòng thủ cao. Yeah, a huge store. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi giết boss bằng cây Snipe. Để kiểm tra đạn là trong súng bắn dao đây các bạn có thể bấm chữ A nhé. Ok. Các bạn hãy xem hết video hướng dẫn của mình để được hiểu cụ thể hơn về game. 2 1 9 1 17 1 27 25 1 8 1000/1 The path to the desert. Desert. À, cả chân chấm thử này. À. Này bên này nghe điều quá. You have $61. Đây còn $61. Còn lại cái mạnh ngay đâu. Đặt chưa? Này nó dài mình dễ chém các bạn. You have 108. You have 136 health. You have $147. Ở đây thì nó có ở 010 để vào battlefield, 50-200 để vào khu rừng. Vào rừng thì có nhiều con boss mạnh hơn. 16. Bây giờ thì cấp độ này mình sẽ chưa vào. You are level 3. You're... Ok, Nick đây là level 3 rồi. You have passed IQ. Khi mà các bạn mua được 49 á, you are not level enough. Minimum level is 100. Thì các bạn có thể đi vào những map khác. Ví dụ như là vào map 10-50 ở trong Sex Room. Hoặc là có thể vào map khu rừng ở trong sa mạc này. 21-0-4 1000/1000. Cái này thì các bạn nên như các bạn tìm được owner đó để các bạn đứng nghỉ ngơi thì máu nó sẽ tăng dần dần nhé. Các bạn đứng ở động thế. Nhưng mà với một điều kiện là không được ai tấn công, desert. Sẽ tăng dần dần. Có được. Chết, một thành viên. Ah!
298/1000. You have $234. Lên được $233 rồi. Đây bot đây. Cổ níu chịu được. You have 200. You have 246. You have $250. Bây giờ nó lên là level 6 các bạn. You have $291. Okay, $291. $957. Your backpack. Knife you have one. Knife you have one. Stat point you have 8. Stat point you have 8. You have 4. Có stat boy là 8 rồi. Bây giờ mình cộng đi về tiếp. Defense. Maximum HP. Defense. Maximum HP. Allocated 0. Allocating finished. 1. Helio ONI. 1010/1080. 1020/1080. Desert. À, thế này mình sẽ giới thiệu từ tính năng cho các bạn nha. You have reached level 4. Okay, lên level 4 rồi. You have $329. Are you sure? No, yes. Welcome để tiện cho việc hướng dẫn thì mình sẽ đăng nhập nick của mình vào game. Login. Create new options. Options. Change login setting. Enter username. Bởi vì thời gian của các bạn đã cũng sẽ không có nhiều. Nên là mình sẽ đăng nhập nick chính của mình vào. Times are brief. Enter the password. Và chúng ta nhập tên, sau chúng ta nhập enter để nhập mật khẩu. Options. Nhập xong nó sẽ báo option. Blank. Chúng ta blank. Thoát ra và chúng ta change login set. Change. Go back. Welcome to login. Vào login. Connect. Logging in. Player DTD Trung enter the game. DTD. Message of the day. Audio Windows out. DTD Trung. Okay. Your backpack. Knife. Stat point you have 416. Mình đã có 416 stat point. Bây giờ mình sẽ bấm F5 này. Allocating stat point. Damage allocated 0. Damage allocated 0. Đây là cái để tăng độ hồi máu khi mình đứng im này. Defense allocated 0. Defense là độ phòng thủ này. Maximum HP allocated 0. Max SP. Cái mục này ấy, khi các bạn cộng lên thì số máu của bạn nó sẽ không dừng lại ở 1000 trên 1000 nữa. Và các bạn cộng càng nhiều thì nó sẽ tăng càng cao. Bây giờ mình sẽ cộng hết lên. Và số phát point của mình thì nó sẽ lên rất là nhiều máu đấy. Regeneration allocated 0. Regeneration. Regeneration. Cái này thì mình không hiểu rõ lắm, hình như là cái gì mà quốc phòng hay gì ạ. Ok. Maximum HP. Bây giờ mình sẽ cộng cái max HP ở lên nha. Cộng hết cỡ được các bạn. Nó thật nhiều máu. Bởi vì cái thứ mình cần thiết ở đây là đây mình sẽ cộng ở defense đấy. Max defense allocated 9. Mình sẽ cộng defense lên 50. Max defense allocated 25. Mình nhiều spoil mà các bạn. Max defense allocated 46. Max defense allocated 50. Max. Ok, defense là 50. Bây giờ mình sẽ cộng hết health cái 50 ở lên. Cái số máu ở lên. Tùy thôi, nên như các bạn không muốn sử dụng nó thì các bạn phải trừ xuống. Trừ xuống để lấy lại số spoil của mình. Đó. Mình không mất đâu, mình chỉ sử dụng nó để mình làm những thứ khác. Nhưng mình có thể trừ nó xuống. Đó. Và chúng ta đang tăng rất là nhiều. Regen maximum HP allocated 180. Ok, mình sẽ lên 200 luôn nhé. Regen maximum HP allocated 194. Regen maximum HP allocated 197. Regen maximum HP allocated 200. Ok, mình sẽ mở chữ đây. Allocating finished. Finish, bây giờ mình sẽ mở chữ H này. 1010/3000. 1015/3000. Đó. 1010 máu và 3 và trên 3000. Bây giờ mình đã có 3000 máu các bạn. 1055/3000. Đang tăng dần, tăng dần. Stat point you have 166. You have closed the inventory. 166 stat point. Allocate defense. Maximum HP allocated. Mình sẽ tăng lên tiếp. Defense. Max defense allocated 5. Mình sẽ cho defense nó lên cao một tí nhé. Max defense allocated 32. Mình sẽ cho defense lên 40. Max defense allocated 38.
Max defense allocated 40. Maximum. Ok, max health tiếp, cho lên tiếp. Có hết cỡ rồi các bạn. Chúng ta phải nhiều máu. Càng nhiều máu thì cái cơ hội mình giết robot nó càng nhiều. Vì có một vài con robot nó rất mạnh. Đập một phát là chết luôn 1000 máu rồi. Nên nếu như mình 3000 máu thì mình sẽ có cơ hội để đập lại nó. Defense maximum HP allocated 120. Nhiều ạ. Ok đây, các bạn nghe tín hiệu này không? Đấy, tín hiệu này là mình đã hết spoil để cộng tiếp. Allocating finished. Finish. 1235/4260. Mình lên được 4000 rồi. Your backpack. Throw knife you have one. Knife throwing knife throwing knife throwing knife you have 75. Throwing knife you have one. Knife you have one. Throwing knife you have 75. Throwing knife you have 75. Rồi mình hết luôn. You have $229 and 278 points. Mình hết luôn thấy rồi. Bây giờ mình sẽ vào mắt ông cống này. Ông cống thì mình sẽ dùng knife. Throwing knives, knife. Bây giờ vào mắt là có những con boss mạnh thì mình mới dùng throwing knife thôi. Còn ống cống và map mà sa mạc thì mình sẽ không cần dùng đến throwing knife mà chúng ta chỉ cần dùng knife. Bây giờ nick này của mình đang có rất là nhiều máu này. Rất là nhiều máu luôn. Enter mở ra. Mình phải đi kiếm lại sát boy của mình nhé. Có 400k, chứ 400k thì mình đã dùng hết rồi. Ông cống này. À là thái bot rồi. Mày hả con. Vô đây. Tao lại sợ mày quá cơ. Vô đây. Kìa. Uya. Nhiều quá các bạn ơi. Dám luôn. Mày hả con. Nhiều quá. Nhiều này khó giết ghê. Cũng may là máy xe đập một phát chết luôn đấy. Nhưng mà nó đập một không phát chết luôn thì mình là người dụng rồi. Hiểu quá. Nó có mấy cái con này là mấy cái con gì ở dưới cống này. Dán này còn gì. You have reached level 54. Mình lên level 54 rồi. Ở đây có một cái map đấu trường lên lên rất là nhanh khi cho con Zbot ở trong đấy à, nhưng mà cách vào nó sẽ hơi khó. Phải nhảy các tường này kia, lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Các bạn đợi mình giết xong được cái đấu này à. You have $380. Mình lên được $380 rồi. Facing 0 degree. 1,200. Còn lâu mới ra được, mình nhiều máu lắm, vẫn chưa hết đâu. Đấy, vào đây nó mới dụng này. Facing 0 degrees. Ok. Làm sao để lên vào máu đó? Mình sẽ lên đến 300. Cái cầu thang máy đi lên ở 0,150, không cầu thang đi xuống ở 0,155. Bây giờ mình sẽ lên vào cầu thang lên. You have $417. Mình đã lên được đến 200. Bây giờ mình sẽ lên độ cao là 300 nhé. Để mình mua thêm một chút ammo. One throwing knife cost quantity. Mình sẽ mua 50 cái. You bought 50 throwing knife medical supplies. Cancel. Okay. You have $317 and 306 points. Bây giờ mình sẽ lên tiếp. Bây giờ mình sẽ bấm số 2 thêm một lần nữa để lôi knife ra. Throwing knives. À, mình sẽ bấm chữ A này. 125. Mình có 125 đạn của throwing knife. Không biết làm bao giờ mới đủ 150.000 để mua cái lock đoàn chờ đây. Ok, bây giờ mình sẽ đến 150, 300 rồi thì mình sẽ thẳng ở phía trước với vị trí 0, 180, 300. Không, 180, 300 mình sẽ đi thẳng lên. Mình sẽ ấn file up đi lên nhá. Ở đây file up và file down để leo lên và leo xuống thì các bạn ở cầu thang. Đó,
chúng ta nó lên mái nhà các bạn. Cái roof. Roof. Stairs to the roof. Đó. Stairs to the roof. 0, 180, 350. Khi chúng ta lên được 350, chúng ta sẽ qua phải hay cỡ. Lưu ý nha, ở đây đừng có nhảy với bọn nhé, nhảy rơi xuống đấy. Bước này anh em hãy tập trung nghe theo mình. Rồi khi mình qua phải hay cỡ, mình đâm vào tường thì mình sẽ lên trên hết cỡ. Okay. Khi mình đứng ở 49, 199, 350 thì mình sẽ bấm space nhảy lên, có mũi tên lên một cái. Đó. 49, 200, 351. Đó, mình đang ở 49, 200 và độ cao là 351 thì mình đang đứng ở trên thành cái cầu. Bây giờ mình sẽ bấm mũi tên lên một cái nữa cho mình rơi xuống. Đấy, các bạn nghe vị trí 49, 201, 350. Mình sẽ qua phải 2 bước. Đến 51, 201, 350. Mình sẽ shift enter vào nó. Ồ, map này không còn rồi. Nó cắt mất map này rồi sao ấy. Hình như vậy các bạn ạ. Đến nãy giờ mình nhảy này làm gì. Xin lỗi anh em nhá. Nó cắt mất map à. Cái này không phải lỗi tại mình nha. Là tại tụi nó cắt nha. Không liên quan đến em nha các bác. Currently 3 players online. Arden level 1284. On map say AE road. DTD Tron level 54. On map safe zone. Killer level 35. On map safe zone. Ok, bây giờ mình sẽ đi một cái map khác đi. Bây giờ mình sẽ vào map 10.00 nha. Bây giờ mình sẽ chờ. Mình đang bị rơi từ trên cao xuống các bạn ạ. 61, 198, 103. Rồi, chúng ta sẽ tới vị trí 25 này. Mình sẽ shift enter. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống hết cỡ đến 10.00. Có cả map 0, 50.00 nữa nha. Nói chung là bên này nó nhiều map lắm. Các bạn phải tự đi khám phá. Chứ ở trên video mà mình khám phá hết thì các bạn cũng chẳng cần phải chơi game làm gì cả. Chơi nó không có thú vị hết. Khi mà mình chơi game thì mình có một cái tính là mình tự khám phá sẽ hay hơn. 25, 23, 6. Các bạn cũng có thể enter vào map này ở 2500 nha. Đường nó vào để hơi bị dài. Đấy, mình sẽ xin enter. À rồi. Cầm Surinai trên tay nào. Đây, chúng ta vào trong rừng rồi đấy. Đó, chúng ta đang đi trong rừng này. Các bạn nghe thấy tiếng chim hót không? Con Dream nó đang hot. Hot đi chim. 11, 1. Hot là hot. 8, 1. Hot đâu? Qua đây. Đừng để con này đập vào người nha. Bạn nào mà không nhiều máu thì con này đập phát chết luôn đấy. Con cái mẹ này. Mày ha mày. Lao vô liu. Và vẫn số 3, số 7. You have $318 and you have $318. Lại nữa hả? Con này mạnh lắm, cà phát chết luôn đấy. Đừng dại động vào nó. You have reached level 55. Đó, mình lên được level 55 rồi. Bởi vì sao mình phải dùng throwing knife? Thì mình phải tránh xa nó ra, phải bắn từ xa nó mới chết. Tàu gần bắn nó làm mình chết chứ nó không có chết. 48, 66. Ôi. Mày con. Đừng có láo với tao. Đậu ửa nữa hả? Lên level 107. Nhảy bot thế. You have reached level 58. Lên level 58 rồi. Throwing knife 104. Và cảm thấy mình đang lên level cái rất là nhanh. 103. You have $334.
24, 23. Đây level thì nhanh mà lên thiền thì không nhanh gì cả. Cái chỗ mà có mấy con bắt mạnh này là một cái chỗ để chúng ta lên level nhanh chóng. Đó. Ủa nói. Hôm nay giờ nó không bắn chúng mình thế nào. Chứ chọn nó chơi kém lắm. Chết nữa. 4260/4260. Vẫn còn về xì máu nha. 99. So only like 99. No oil. So 42.00. Ở map này ở 50.00 có một cái đường vào map khác. Thì mình sẽ không vào. 99. Ở đây giết lên cấp đã. You have reached level 59. So only like great ice. No. 98. Ra bên này. Hãy cho đọc thử cái xem nó có chết không nhỉ. Ờ không. Ui. So, sắp chết thì chưa chết. 968/4260. Đấy. Đập một phát mà mất hơn mẹ nó 4000 máu kìa. Các bạn thấy chưa? Đừng ngu mà cho đập vào nhá. Chết tươi đi. Level 60 rồi. 91. Level 61. 84. 83. 1073/4260. Mẹ. Tao máu lên, tao máu lên. Maximum HP regeneration allocated 0. Maximum HP. Your backpack. 90. Throwing knife. 90 had 1. 90 had 1. Throwing knife. Throwing knife. Stat point you have 57. You have. Mình có 57 sát voi rồi. Thì bị tăng là máu rồi. Rồi sao? Tổ cha nó. 77. Nó giết mình rồi. Rồi. You are level 62. Level 62 rồi. Bây giờ mình sẽ allocating tăng máu. Defense. Maximum HP. Defense allocated 0. Tăng cái defense lên. Max defense allocated 5. Max defense allocated 10. Level 1285. Maximum HP allocated 0. Mình sẽ tăng cái SP lên. Đây là cái quan trọng này. Cứ một sát boy là cho tăng được một cái. 4420/4880. Administrator Artem offline. Currently 3 players online. DTD Tron level 62 on map safe zone. Killer level 35 on map safe zone. Daily level 907 on map dot. Nó là sao nó vô được cái map dot? 0, 160, 104. The rest place. Lift. Bên này nhiều map. Lift. The rest place. Lift. Pay 285 beats. Bây giờ mình sẽ vào map ống cống để kiếm spoil. Kiếm đô la. À, map hồi nãy là chúng ta để kiếm mấy rồi? You have $357 and 349 points. Knife. Chúng ta phải đi bắn lung tung hết map để kiếm point, map kiếm level. Level thì chúng ta đạt được như thứ mà trong game đưa ra, còn point đô la để mua đồ. Anh em hiểu không? Tầm bố nhiều máu lắm, mấy con cứ cào thẳng đấy. Một bầy lúc nhúc luôn. Này mà hồi nhiều tiền lắm các bạn. Hết. Hey, 4738/4808. You have 411. Đây 411 đô la cho các bạn. Này.
chưa đã chưa? You have $450. Right, Iris is able. Đi rồi. Không biết bao giờ mới đủ. Thế mua cổng lock cái phần chờ. Cái này muốn lên 150.000 bao giờ mới lên các bạn. Bạn nào mò ra được các cái tiền mới thì nhớ chỉ mình với nhá. Mình muốn mua rocket launcher. You have $471 and 300. Cái độ của phòng thủ của mình rất là cao nên là mấy con này nó cào không có mất nhiều máu lắm. Mấy con kia cào phát là chết luôn. Không thể tin được. Ủa. Đừng ở chỗ đéo mà nó chém mày. Facing 315 degrees. Facing 0 degrees. You have 540. Ok, đến 540 mấy đô la đại chiến giữa ống cống các bạn. You have 640. You have 645. 645 đô la rồi. You have $662. You are level 63. Critical error. Oh, mình chém bot kinh quá nó bảo mình 0595 items view. Chờ tôi sẽ chạy lại game nhé. Nope. Humans versus robot 0 login. Connect. Login. In. Play DCD. $4,880/$4,880. You have $792.
nữa. Mẹ. Humans versus robot. Mình sẽ làm với được một thời gian nữa nhé. 595. Login. Connect. Logging in. Player D. Đang chơi mấy cái đá. Facing zero degrees. Night. Facing zero. Hey. 4960/4960. No stack. Drone knives. You have $909. Lên $909. 77. Mình sẽ đi mua thêm 100 soi này ammo nữa nha. 0, 162. Gift. Currently 3 players online, killer level 35, on map road, Idiris is a grave stroke grave level 1, on map safe zone, DTD Tron level 63, on map safe zone. Store, Otilda, medical supplies, ammo, 1 throwing knife cost quantity. 100. You bought 100 1 throwing knife cost, cancel. You have $709 and 430, a huge store. Okay. Gift, a huge gift. Throwing knives, 177. Okay. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu có gì không hiểu về game, các bạn hãy liên hệ với mình qua những đường link liên hệ với mình ở dưới phần mô tả, link Facebook fanpage. Đồng thời, bạn nào chưa đăng ký kênh của mình, hãy đăng ký kênh của mình để được nhận những video mới nhất của mình. Bạn nào thấy game hay, hãy tải về chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau người vào robot. Rồi, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Xin chào.